Hello, xin chào cả nhà nhé. Mình lại lên khoe cho anh em một cây DJ trúc hoa cương mình vừa mới làm xong. Đấy, thì cây này rất là đặc biệt bởi vì là nó màu nó rất là khác những cây trúc hoa cương khác. Mình không biết thực sự đây có phải hoa cương không, nhưng mà mình mua ở trong lô trúc hoa cương thì nó có cây này. Đấy. Cây này thì nó sậm từ đầu đến cuối. Thường thì trúc hoa cương nó sẽ có mảng sậm, ít mảng sậm thôi, nhưng cái này sậm đơn cuối. Và cái vỏ nó vân nó khá là giống vân đá đấy. Nó trông rất là giống kiểu vân đá. Rất phù hợp với cái tên trúc hoa cương. Nếu mà nhìn xa xa thì anh em sẽ nghĩ là trúc tím luôn, trông trông màu cũng khá là giống trúc tím, nhưng mà không phải, cái mấu của nó thì không giống trúc tím. Rất là bóng, bóng tự nhiên luôn, hiểu. Mình chưa có đánh cái gì hết. Nó ra bóng như này. Không hiểu vì sao mà trong lô nó lại có cây như này. Cây này tung son. Độ dày. Thực ra trên đầu là rất đặc. Nó chỉ có khoảng 12 mm thôi. Rồi mình phải nong nó ra đấy. Thì nó như này. Và cái khó khăn khi mà làm sáo trúc hoa cương phải tái tạo lại cái đường kính cho nó. Rất là bóng, bóng kiểu tự nhiên. Mình không biết là bên Trung Quốc họ đánh chưa, nhưng mà khi mình mua về thì duy nhất cây này nó bóng như này và nó màu như này, rất là lạ. Nhất là cái đoạn này trông giống vân đá nhỉ. DJ các bạn nhé. Trúc này thì chỉ hợp với làm DJ thôi. Làm sáo Việt thì nó không được hay lắm.